kính hỏi sư phụ, bây giờ những người người ta ở nhà thì người ta cầu nguyện là nên cầu nguyện cho chiến tranh sớm xảy ra và nó nhẹ bớt, hay là mình nên cầu nguyện cho chiến tranh không xảy ra hả sư phụ? Ừ, nói rồi giờ mình có cầu nguyện chiến tranh không xảy ra thì nó cũng phải xảy ra thì thôi, chứ sao nó cũng xảy ra. Mình chỉ mong, mình cầu nguyện cho nó xảy ra sớm và bớt chết chóc, chứ còn nó cứ hiện bây giờ ở mình đang nước Việt, đang mình là người Việt đúng không, chứ hộ đầu thai là mang dung mạo người Việt thì một cái màn phim nào thì sư phụ tập trung cái màn phim đó. Bữa nay phim của Việt Nam, thiệt là sư phụ là Việt Nam, thì Việt Nam bây giờ đang ở thất thế, công ty hãng xưởng chợ búa Sài Gòn điều hiu, Bến Thành điều hiu, Quạnh hiu, nhà cửa kinh tế dân ở miền quê từ miền Trung miền Bắc miền Tây gì cũng không có việc làm, đang đói thì mình đang ở thất thế, thì mình phải mong cho nó qua chứ khó mà tránh khỏi chiến tranh thứ ba. Khi chiến tranh xảy ra đa số là do kinh tế toàn cầu bị bế tắc, đệ nhị thế chiến cũng là do kinh tế toàn cầu bế tắc, đệ nhất cũng vậy, bây giờ đệ tam cũng vậy, chứ giờ mình có khấn không có chiến tranh thì cái chuyện đó sẽ không có khấn nổi, là vì cơ trời mà chúng sanh chúng ta làm quá nhiều tội lỗi, quá nhiều ác, cho nên cái trượt ở trong cái bầu không khí của ba địa cầu này nó rất là nặng. Chỉ có Hội Thiên hôm nay có sư phụ nhận lệnh của cha, có một cái nhiệm vụ lớn để mà chỉ hướng đi cho đúng cho nhân loại, để cho Phật Di Lặc ra đời. Đạo Thiên Tâm là của Phật Di Lặc nha, ngài sẽ dùng dấu hiệu Thiên Tâm để mà thống nhất tất cả các đạo trong tương lai. Thì phải có một màn, không có cái gì mà không có cái vinh quang phồn thịnh nào mà không có sự đổ nát hết. Đó là chiến tranh thứ ba phải xảy ra, thì mình khấn khấn cho ma qua và mà bớt chết chóc, đó là cái nhiệm vụ của chúng ta, chứ chúng ta không có cản nổi. Chỉ mong những cái người vô không hiểu, xưa giờ không hiểu, mong cho họ hiểu, họ có chánh kiến để họ quay đầu cho kịp. Thêm một cây đuốc đốt cái màn vô minh của ba địa cầu này tốt hơn là thêm thêm một cái làn khói đen, một là giúp hai là hại, thì mình kéo được nhiều người có chánh kiến để mà hiểu hiểu cái thời đại tận thế này, Phật thánh tiên hạ phàm để cứu rỗi nhân loại, thì mình nên khấn khấn càng sớm càng tốt, quay đầu càng sớm á, thì có lời lạc cho bản thân mình, cho gia đình mình, cho dòng họ mình, cho chủ quyền mình, cho dân tộc mình, cho thế giới, thì quay đầu mau lẹ lẹ, còn quay đầu chậm thì mình hiểu á, chuyện sao á, châu đục châu dại thì đi uống nước đục làm sao á, châu khôn là uống nước trong vậy đó, câu đó đó, gán lên.